có một bài tập trong chương trình huấn luyện hải quân SEAL Hoa Kỳ gọi là chống chết chìm, brow proofing. Trong đó người tham gia bị buộc tay sau lưng, trói chân, sau đó ném xuống một bể bơi sâu 2,7 mét. Nhiệm vụ của người tham gia là phải sống sót qua 5 phút. Bài tập khắc nghiệt này nghe có vẻ chỉ là một buổi huấn luyện dành riêng cho quân đội, nhưng lại ẩn chứa hai nghịch lý đắt giá trong cuộc sống mà đời người nhất định sẽ trải qua. Muốn sống hãy buông. Nghịch lý đến từ bài tập sinh tử của lính đặc nhiệm SEAL. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Giống như hầu hết các chương trình huấn luyện của SEAL, gần như mọi sĩ quan đều không vượt qua bài brow proofing này. Khi họ bị quăng xuống nước, nhiều người bắt đầu hoảng sợ và hét lên muốn được kéo trở vào. Một số thì vật lộn tới khi họ trượt xuống nước, bắt đầu mất ý thức và phải chờ tới khi được kéo lên và sốc lại. Trước đây thậm chí đã từng có một số thực tập sinh mất mạng trong bài tập này, nhưng một số thì thành công. Họ thành công nhờ hiểu được hai bài học nghe như nghịch lý. Bài học thứ nhất, bạn càng vùng vẫy để giữ đầu ở trên mặt nước thì bạn càng dễ chìm hơn. Khi mọi cánh tay và cẳng chân bị trói lại, bạn sẽ không thể giữ cả người trên mặt nước trong suốt 5 phút. Tệ hơn, những nỗ lực có hạn để giữ mình không chìm sẽ chỉ khiến bạn chìm nhanh hơn. Bí quyết ở đây là thực sự để cơ thể chìm xuống đáy bể. Từ đó, bạn nhẹ nhàng đạp chân đẩy mình khỏi sàn bể một chút và động lượng sẽ đưa bạn lên trên mặt nước. Một khi tới đó, bạn hãy lấy một hơi thật nhanh và làm lại quá trình ấy một lần nữa. Thật lạ, sống sót qua quá trình brow proofing không cần bạn phải có thể lực hay sức chịu đựng của một siêu nhân. Bạn thậm chí chẳng cần phải biết bơi. Ngược lại, nó đòi hỏi bạn không bơi. Thay vì cố gắng chống lại những quy luật vật lý mà dường như sẽ giết chết bạn, hãy đầu hàng chúng và sử dụng chúng để cứu chính mình. Bài học thứ hai, bạn càng hoảng sợ thì bạn càng đốt cháy nhiều oxy hơn và từ đó dễ bất tỉnh và chết chìm hơn. Một cách thâm hiểm, bài tập này khiến những bản năng sinh tồn của bạn chống lại chính bạn. Bạn càng cố gắng hít thở bao nhiêu, bạn càng có ít cơ hội để thở. Mong muốn sống càng mãnh liệt, tỷ lệ chết càng tăng cao. Không chỉ là một bài kiểm tra thể lực, brow proofing là bài kiểm tra khả năng kiểm soát cảm xúc của mỗi sĩ quan trong những tình huống nguy hiểm nhất. Liệu anh ta có thể kiểm soát được sự thúc giục trong bản thân mình? Liệu anh ta có thể thả lỏng người trong thời khắc đối mặt với tử thần? Liệu anh ta sẽ sẵn lòng liều mạng để phục vụ những giá trị hay mục tiêu cao cả hơn? Những kỹ năng ấy quan trọng hơn rất nhiều so với khả năng bơi lội của bất cứ sĩ quan nào. Chúng quan trọng hơn sự dẻo dai, sức bền thể lực hay tham vọng của anh ta. Chúng quan trọng hơn trí thông minh của anh ta, ngôi trường anh ta học hay vẻ đẹp trai khi anh ta diện bộ vest bóng loáng. Kỹ năng này, tức khả năng từ bỏ kiểm soát khi ta muốn nó nhất, là một trong những kỹ năng quan trọng nhất một người có thể phát triển. Nó quan trọng không chỉ cho SEAL mà còn cho cả cuộc sống mỗi người. Brow proofing tuân theo một đường cong nghịch đảo, bạn càng cố gắng ngoi lên mặt nước, bạn càng thất bại. Tương tự, bạn càng khao khát để thở, bạn càng dễ mất đi cơ hội được thở. Những nghịch lý này cũng được thể hiện qua chính biểu hiện trong cuộc sống. Chính quy tắc trái ngược. 1. Kiểm soát. Ta càng cố gắng kiểm soát những thôi thúc và cảm xúc của chính mình bao nhiêu, ta càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu. Đời sống cảm xúc của chúng ta là bất kham và không thể kiểm soát. Mong muốn kiểm soát nó sẽ chỉ khiến nó tệ đi. 2. Tự do. Khi bạn mong muốn nhiều tự do hơn thì bạn càng có ít tự do. Chúng ta chỉ thực sự tự do khi giới hạn chính mình trong một vài điều trong cuộc sống. 3. Hạnh phúc. Cố gắng hạnh phúc chỉ khiến ta thêm bất hạnh. Chấp nhận sự bất hạnh với sự lạc quan sẽ khiến ta hạnh phúc. 4. An toàn. Cố gắng khiến mình cảm thấy an toàn hơn tạo ra nhiều cảm giác bất
an hơn. Ngược lại, trở nên thoải mái với sự bất định lại cho phép ta cảm thấy an toàn. 5. Tình yêu. Chúng ta càng cố gắng khiến người khác yêu và chấp nhận mình thì càng ít có được điều đó. 6. Tôn trọng. Chúng ta càng đòi hỏi sự tôn trọng thì người khác càng ít tôn trọng ta. Hãy tôn trọng người khác, chúng ta mới được tôn trọng nhiều hơn. 7. Niềm tin. Ta càng cố gắng khiến mọi người tin mình thì họ càng ít tin ta hơn. Thay vì nói, hãy hành động. 8. Tự tin. Càng cố gắng cảm thấy tự tin bao nhiêu thì càng cảm thấy bất an và lo lắng bấy nhiêu. Hãy biết cách khiêm tốn, khi đó ta nhận ra rằng thật thoải mái khi là chính mình. 9. Thay đổi. Càng mong muốn thay đổi bản thân, chúng ta càng cảm thấy mình chưa thay đổi. Trong khi đó, biết chấp nhận bản thân mình, chúng ta càng có thể phát triển năng lực và trưởng thành hơn.